Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Trần Hưng Đạo. Tuyến đường này bắt đầu từ công trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, đi song song với kênh Bến Nghé đến đường Nguyễn Văn Cừ ranh giới quận 1 và quận 5, rồi tiếp tục đi song song với kênh Tàu Hủ và kết thúc tại đường Học Lạc trước nhà thờ Cha Tam. Dưới thời Pháp thuộc, ban đầu tuyến đường chỉ bao gồm đoạn từ đường An Bình đến nhà thờ Cha Tam hiện nay, khi đó là đường đô thị thuộc thành phố Chợ Lớn với tên gọi Rue de Marins, đường Thủy Binh. Lúc này giữa hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn còn là vùng đầm lầy rộng lớn, chỉ có hai tuyến đường bộ nhỏ hẹp kết nối hai địa phương là Rút Hậu Tế và Sài Gòn à Chơ Lõn. Đường Sài Gòn Chợ Lớn trên vốn là con đường cái quan có từ thời Nguyễn, đây là đường Nguyễn Trãi, và Rút Pass và Sài Gòn à Chơ Lõn. Đường Sài Gòn Chợ Lớn dưới, con đường chạy dọc theo rạch Bến Nghé, đây thuộc đại lộ Võ Văn Kiệt. Năm 1904, thị trưởng Chợ Lớn đề xuất kéo dài đại lộ bon nát của Sài Gòn đường Lê Lợi ngày nay đến đường Thủy Binh. Tuy nhiên, đề xuất lúc thì được Hội đồng thành phố Sài Gòn đồng tình, lúc thì không. Sau nhiều năm thảo luận, vào ngày 27 tháng 7 năm 1919, quyền đã thông qua dự án với kinh phí lên đến 1,25 triệu Biastren, bao gồm cải tạo khu vực đầm lầy Bores, xây dựng nhà ga xe lửa mới và mở đại lộ nối hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn. Công trình cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 1912. Đến năm 1916, đại lộ Sài Gòn Chợ Lớn chính thức được đặt tên là đại lộ Gallieni. Ban đầu, đường chỉ trải đất đỏ, đến năm 1928 mới được chỉnh trang, rải đá granite và trải nhựa, bề rộng mặt đường khoảng 20 mét. Ngoài ra, cũng trong năm này chính quyền đã đưa vào sử dụng tuyến xe điện chạy dọc theo đại lộ. Năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên đại lộ Gallieni thành đại lộ Trần Hưng Đạo, đường Thủy Binh thành đường Đồng Khánh. Sau năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời nhập hai con đường thành đường Trần Hưng Đạo như hiện nay. Tuy nhiên, do địa chỉ nhà trên tuyến đường vẫn giữ nguyên số nhà của hai đường Trần Hưng Đạo và Đồng Khánh trước kia nên đoạn đường Đồng Khánh cũ thường được gọi là Trần Hưng Đạo B để phân biệt. Hiện nay, đường Trần Hưng Đạo là nơi tọa lạc của nhiều công trình, cơ quan quan trọng của thành phố như Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Viện Sốt Rét Ký sinh trùng Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, tuyến đường này còn là nơi đặt trụ sở làm việc của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tuyến đường này tập trung rất nhiều tòa nhà cao ốc, văn phòng công ty, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh buôn bán đa mặt hàng, là một địa điểm lý tưởng để chọn mua một căn nhà để sinh sống hoặc chọn làm mặt bằng làm ăn, buôn bán. Về các hình thức vui chơi giải trí, đường Trần Hưng Đạo nằm cận kề với công viên 23 tháng 9, công viên lớn của thành phố, là nơi tọa lạc của nhà hát kịch thành phố, rạp Đống Đa, còn là nơi tập trung nhiều nhà hàng thức ăn nhanh của các thương hiệu nổi tiếng như Lotteria, KFC, McDonald's luôn đông đúc thực khách.
Vậy là chúng ta đã đi đến cuối hành trình con đường này. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình con đường tiếp theo. Các bạn muốn chúng tôi quay những con đường nào, hãy comment ý kiến bên dưới nhé. Hãy chia sẻ, bấm chuông để nhận được những video tiếp theo.